Tay vợt Andy Murray thất bại tại giải Japan Open tính từ Tokyo. Người hùng quần vợt Andy Murray của nước Anh Quốc đã nếm thất bại đầu tiên kể từ Olympic 2012 sau khi thua trước tài năng trẻ Milos Raonic với tỷ số là 6-3, 6-7 và 7-6 ở vòng bán kết giải đơn nam Japan Open 2012 diễn ra vào ngày hôm nay tại Tokyo. Đây được xem là một cú sốc rất lớn đối với tay vợt người Anh, bởi trước cuộc đối đầu, không ai nghĩ rằng một Andy Murray là một đương kim vô địch giải, vừa có một mùa hè nổi đình nổi đám với chức vô địch US Open và huy chương vàng Olympic cũng như là Á quân của giải Wimbledon lại thi đấu lép vế trước đối thủ mới có 21 tuổi với sức mạnh hoàn toàn phụ thuộc vào những quả giao bóng sấm sét. Thậm chí sự vượt trội của Andy Murray được khẳng định khi vừa đánh bại Milos Raonic ở vòng 4 giải US Open 2012 với tỷ số 6-4, 6-4 và 6-2. Trên thực tế thì đây là một trận đấu khó khăn đối với Andy Murray khi Milos Raonic nhập cuộc đầy hưng phấn để thắng 6-3 và phải vất vả lắm thì nhà vô địch Olympic mới thắng lại 7-6 ở loạt tie break set thứ 2. Tuy nhiên thì trước sự tự tin và những cú giao bóng như búa bổ của Milos Raonic thì người hùng của nước Anh đánh mất dần dần bản lĩnh của mình ở set thứ 3 trước khi thất bại với điểm số là 6-7.